Ở giữa cái này là té à. Sống thì nó vẫn vậy thôi. Ở đằng này có bậc tam cấp kìa. Hả? Ở đó nó quánh ướt quần nữa đó. Ngồi ở trên thôi. Bây giờ bây giờ tắm nữa hả? Này là rau muống biển nè. Biết không? Biết rau muống biển không? Đó, rau muống biển đó. Hay là chỗ này mình lại vòng vòng tới đằng kia lên cái xa lắm con. Thả lên đây đi mà ta. Ướt dày ướt nữa. Mà nước lên rồi, nước lên cao lắm rồi. Ừ. Đánh ướt mấy quà luôn. Ừ. Nhưng mà nó có trúng cái dòng tính chưa? Không biết nữa, chắc chưa đâu. Đánh thở ướt quần luôn á.
chờ mất tiêu rồi. Lặng mất rồi. Biết phải chỗ đó không? Hay là đằng kia nữa? Qua đây đi con. Hỏi ướt khách nữa giờ. Phải qua bên đây nè, qua bờ bên đây nè. Qua cái bãi bên kia coi. Hỏi ướt này nè. Qua bãi không em mang nhẹ xuống dưới. Đi đứng hướng đó. Ơi. Hả? Đâu? Riêu à? Riêu. Hả? Riêu nó bám thấy không? Xanh rì luôn nè. Sẵn là bị ướt. Nó đã bị rồi. Ướt hả? À rong chợt á. Đúng rồi. Còn tính xuống tắm nữa chứ. Xin ra xin xuống tắm nữa. Xin tắm nữa. Tắm mà nãy giờ ngứa cái lưng muốn chết luôn nè.
Nhưng mà ở dưới tao không lạnh, mình ở trên này thì lạnh. Không có được, bay ra ngoài đó nó cao lắm con, không có được. Cái bậc cho nó thấp, cái bậc cái này nó cao lắm. Ở đó được á. Lao giùm. Quay giùm tôi. Đẹp nhưng mà ba không có rành. Ơi. Mấy mà lấy chưa? Vô sân bay là có mã số là lấy ra thôi à. Cái gì vậy? Hả? Ba lấy vé máy bay kìa. Khỏi lấy vé. Khỏi lấy. Vô sân bay cung cấp mã số là có vé. Cung cấp mã số là sao? Cái mã vé đó. Mua vé điện tử không à? Đi, đặt vậy. Đi. Về con ơi. Về. Về thôi. Đi vậy.